Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Tuần này One Piece không có chapter mới, đồng thời chapter 1037 trước đó thật sự hấp dẫn. Không chỉ ở màn chiến đấu đỉnh cao đẳng cấp tứ hoàng giữa tứ hoàng kẻ đầu bá thú với Luffy Muram, mà còn là vì sự xuất hiện của Ngũ Lôi Tinh với convoy Zunisa và những chủ đề bàn luận hết sức sôi nổi. Vậy theo bạn thì chapter 1038 sắp tới này sẽ có những thông tin nào? Và đây là một vài suy nghĩ dự đoán của tôi. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống em miếng bánh nấu trắng trà và dự đoán một vài diễn biến sẽ diễn ra trong chapter 1038 sắp tới. Diễn biến đầu tiên, trận chiến giữa Kaido với Luffy. Như tôi đã nói trước đó thì nhiều khả năng Oda sẽ để trận chiến giữa Kaido với Luffy diễn ra song song với những diễn biến khác ở Onigashima này. Sự liên mạch đó sẽ kéo dài ít nhất 6 chapter hoặc hơn thế. Và bắt đầu từ chapter 1036, Oda đã đẩy trận chiến giữa Luffy với Kaido lên cao thêm một bậc nữa. Khi trong hai chapter 1036 và 1037, Luffy liên tiếp tung ra hai chiêu thức mới là Rock Gun và Rock Gatling. Còn Kaido sau khi cười tươi ở chapter 1036 cũng đã tung ra một phiên bản sức mạnh mới, phiên bản say xỉn Tiểu Long Bát Quái đầy sức mạnh. Với khuôn mặt trong trạng thái vui sướng hoàn toàn mới mẻ, cũng là bán Zoan nhưng rất khác so với trước. Trong chapter 1037, sau khi ăn nguyên cú đá cực mạnh trong trạng thái Gear 3 của Luffy, có thể thấy Kaido mắt trắng bệch, miệng học máu. Nhưng bấy nhiêu đó thì chắc chắn là chưa thể khiến Kaido gục ngã được. Vậy tôi là trong chapter 1038 sắp tới này, Luffy cũng sẽ tiếp tục tung ra những chiêu thức mới với quái điều Rock. Và khả năng cao là mọi chiêu thức của Luffy với Haki Bá Vương sẽ gắn liền với loài chim khổng lồ trong truyện cổ người Ả Rập này. Còn Kaido trong trạng thái vui sướng, hình dạng bán Zoan có phần khác biệt hơn trước. Không chỉ là sự thay đổi ở khuôn mặt mà cả cơ thể cũng thế, khi dường như Kaido tăng cơ bắp nhiều hơn ở nửa thân trên so với trước. Điều này có nghĩa là tới hiện tại Kaido đã cho chúng ta thấy hai hình thái khác nhau trong hình dạng bán Zoan mạnh nhất của mình, với hai phiên bản dẫn này lạc Ranaraku khác nhau. Và tôi nghĩ rằng Kaido sẽ còn tung ra thêm một hình thái khác nữa với phiên bản mạnh nhất của chiêu thức dẫn này lạc Ranaraku. Với những gì đang xảy ra trong chapter 1037 trước đó, sau cuối cùng đầu thì không có điều gì cho thấy Luffy ở thế yếu so với Kaido, thậm chí Luffy còn đánh trúng Kaido nhiều hơn. Dù vậy thì tôi nghĩ rằng Oda sẽ còn lật kèo với Luffy khi để Kaido chiếm thế thượng phong trở lại. Bởi đó chính là động lực thúc đẩy Luffy có thêm những chiêu thức mới. Trên hết thì chỉ có như thế mới khiến Luffy thức tỉnh được trái quỷ cao su Gomu Gomu của mình. Trái quỷ mà theo tôi chính là chủ đề mà Ngũ Lôi Tinh đã tỏ ra hoảng hốt khi bàn luận về sự thức tỉnh của nó mới đây. Diễn biến thứ hai, Ngũ Lôi Tinh, convoy Zunisa và rồng Momonosuke xuất hiện. Chapter 1034 rồi tới chapter 1036, rồng Momonosuke đều xuất hiện. Và tôi tin rằng chapter 1038 sắp tới, thanh niên 28 tuổi này cũng sẽ xuất hiện. Thậm chí đất diễn cũng sẽ nhiều hơn hai lần gần đây. Chúng ta sẽ biết rồng Momonosuke có tạo ra được diêm văn của riêng mình hay vẫn còn đang kéo diêm văn của Kaido, và Kaido có còn vướng bận gì với hòn đảo quỷ nữa hay không. Cùng với đó, ở Zou, khi bị hạm đội của Zác Hạn Hán tấn công, Zunisa đã chủ động kết nối chia sẻ tầm nhìn với Momonosuke, đồng thời lên tiếng xin Momonosuke ra lệnh cho mình xóa sổ kẻ địch. Và ở chapter 1037, với hình ảnh Zunisa lù lù xuất hiện thì chắc chắn những đặc vụ của chính quyền thế giới không đứng yên chịu chết, mà khả năng cao là sẽ phản ứng dữ dội như Zác đã từng làm trước đó, điên cuồng đánh đại bác vào convoy. Có nghĩa chúng ta sẽ được thấy thêm một lần nữa cảnh tượng Zunisa kết nối với rồng Momonosuke xin lệnh tấn công, và hiển nhiên Luffy ở gần đó cũng sẽ nghe được. Trên hết khả năng cao, chúng ta sẽ được biết tội ác mà convoy Zunisa đã phạm phải gần 1000 năm trước là gì, mà phải chịu sự phán xét một hình phạt nặng nề như thế, phải luôn di chuyển trong suốt 1000 năm qua. Trong khi đó thì sự xuất hiện của Zunisa cũng đúng lúc các đặc vụ Cyberbolt đang liên lạc với Ngũ Lôi Tinh. Có nghĩa năm ông già gần này cũng đã cập nhật được sự xuất hiện của nó, và hy vọng sự bàn luận của họ cũng sẽ nhắc tới quá khứ của Zunisa. Trước đó chúng ta đều biết vũ khí của đại Poseidon chính là công chúa tiên cá Shiraoshi, với khả năng ra lệnh cho những con vua biển khổng lồ. Hay trước Shiraoshi thì công chúa tiên cá cùng thời với Joy Boy chính là vũ khí của đại Poseidon, tức là lời hứa còn gian dở của Joy Boy chính là với vũ khí của đại Poseidon. Còn vũ khí của đại Uranus mặc dù chưa xuất hiện nhưng khả năng rất cao cũng là một con người có khả năng điều khiển một sinh vật sống khổng lồ biết bay. Đồng thời theo như lời của nhóm CB9 và Rusty dẫn đầu 2 năm trước đã tiết lộ thì vũ khí của đại Bluton là một chiếc tàu chiến khổng lồ dễ dàng phá hủy một hòn đảo chỉ với một phát bắn duy nhất. Và thời đóng tàu Tom vẫn luôn giữ bản thiết kế con tàu đó cho tới khi Franky thiêu rụi trước mặt CB9. Và cái cách Kozuki Momonosuke ra lệnh cho convoy khổng lồ Zunisa rất giống với những gì Shiraoshi đã làm với những con vua biển. Và cả gia tộc Kozuki cũng như vũ khí của đại Poseidon đều có liên quan tới Joy Boy, tới vương quốc của đại. Vì thế sẽ như thế nào nếu convoy Zunisa cũng được xem là một vũ khí của đại thứ tư? Tôi hy vọng sẽ được thấy Ngũ Lôi Tinh đề cập tới convoy ở khía cạnh đó. Lần duy nhất chúng ta thấy Ngũ Lôi Tinh xuất hiện ở hai chapter liên tiếp là khi đóng tiếp xoay tóc đỏ và quỳ gối cúi đầu trước im. Và tôi hy vọng chapter 1037 và 1038 sắp tới cũng sẽ lặp lại điều đó. Diễn biến thứ ba, Yamato tiêu diệt Kanjinbo. Trong chapter 1036 trước đó, có rồng Momonosuke cùng với Yamato và quái vật Kanjinbo tất cả đều xuất hiện. Ở bên ngoài Momonosuke đang cộng lưng kéo đô quỷ, thì ở bên trong quái vật Kanjinbo cùng với Yamato, cả hai đều đã tiếp cận kho vũ khí theo những cách khác nhau. Kanjinbo đi xuyên tường, còn Yamato thì nhờ Fuga khống chế tên Number Rocky rồi nhẹ nhàng chạy vào trong. Và nếu rồng Momonosuke lên sóng thì gần như chắc chắn Yamato cũng sẽ có mặt, giống như một cặp bài trùng ngoài trong phối hợp ăn ý ngăn chặn Onigashima gây họa cho thủ đô Hoa. Và với những gì đang xảy ra ở thủ đô Hoa thì rõ ràng con quái vật lửa khổng lồ Kanjinbo chính là mối nguy hại nghiêm trọng nhất ở hiện tại, là một tình huống thật sự nguy cấp, mức độ giải quyết ưu tiên ở mức độ cao nhất, cấp bách nhất.
Vì thế tôi nghĩ rằng Oda sẽ để cho người đẹp Yamato và quái vật Kazinbo lên sóng trong chapter 1038 sắp tới, cũng như là kết thúc oán hận của dân tộc Kurozumi tại đây, ngay tại rìa kho vũ khí khổng lồ này. Và thật tuyệt vời khi chúng ta một lần nữa được nhìn thấy Yamato biến thành hồ thần Wano Quốc, xóa thần Oguchi no Makami, dùng sức mạnh thổi hơi lạnh đóng băng con quái vật Kazinbo đó. Sau tất cả là Zunisa cũng đã tới Wano Quốc, và những thế lực nào sẽ xuất hiện tiếp sau đây, là một bang hải tặc nào khác hay hạm đội của hải quân, thật mong chờ. Một vài dự đoán diễn biến cho chapter 1038 sắp tới. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.